Xin chào các bạn, chúng ta đang quay trở lại với Gặp Nhau Cuối Ngày trên S-Channel. Và ngay bây giờ thì hãy cùng mình tổng hợp lại những tin tức nổi bật và đáng chú ý nhất có trong ngày hôm nay 12 tháng 2 nhé. Vào tối ngày hôm qua thì mạng xã hội đã cùng lan truyền nhau hình ảnh một bức thư tay được cho là của Ngô Bá Khá, tức Khá Bảnh, viết thư gửi về cho mẹ của mình từ trong nhà giam vào dịp Tết Nhâm Dần vừa qua. Được biết thì bức thư này được lan truyền vào tối ngày hôm qua 12 tháng 2. Trong thư thì Khá Bảnh có viết cho mẹ với nội dung như sau: nghĩ đến mẹ buồn ở nhà là con càng phải cố gắng để cải tạo tốt, để về với mẹ trong thời gian nhanh nhất. Mẹ hứa với con là mẹ sẽ phải sống mạnh khỏe và vui vẻ thì con mới có thể yên tâm, phấn khởi để cải tạo tốt được. Mẹ đừng bao giờ suy nghĩ hay là lo lắng gì cho con. Con ở trong này rất khỏe mạnh, tư tưởng của con luôn ổn định. Trong này thì con chưa bao giờ phải khổ cả. Mẹ yên tâm và hãy sống vô tư lên nhé. Hãy coi như là cậu con trai của mẹ đang đi nước ngoài hay đang đi học. Mấy năm nữa con sẽ về. Con về con sẽ trở thành một người chín chắn hơn, giỏi giang hơn và sẽ bên mẹ mãi, không bao giờ xa mẹ nữa. Có thể thấy là trong tâm thư của mình thì Khá Bảnh đã thể hiện rõ sự ăn năn với những việc làm của bản thân trong quá khứ. Hiện tại thì anh đang rất cố gắng để cải tạo tốt và nhanh chóng được về với gia đình của mình và làm lại cuộc đời. Theo đó thì Khá Bảnh là một nhân vật đã không còn xa lạ với giới trẻ nữa. Anh được biết tới là một YouTuber và là một hiện tượng mạng giang hồ. Khá Bảnh cũng là chủ nhân của điệu nhảy múa quạt rất nổi tiếng. Tuy nhiên thì những nội dung mà Khá Bảnh đăng tải lại bị chỉ trích rất nhiều vì số đông cho rằng những nội dung này sẽ làm lệch lạc đi suy nghĩ của lớp trẻ khi mà học đòi về việc đi đòi nợ thuê, sử dụng bạo lực hay là dùng chất cấm như Khá Bảnh. Và vào năm 2019 thì Khá Bảnh đã bị bắt và kết án 10 năm 6 tháng tù giam về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Hiện tại thì vẫn chưa có nguồn thông tin xác minh là bức thư tay trên là của Khá Bảnh có chính xác hay không. Nhưng mà phần đông khán giả thì đều để lại những bình luận tích cực và ủng hộ cho Khá Bảnh. Sau khi ra tù thì có thể làm lại cuộc đời một lần nữa và trở thành một con người hiếu thảo với gia đình và có ích với xã hội hơn. Tin tức tiếp theo có trong ngày hôm nay, mới đây một đoạn clip đã ghi lại vết nứt vỡ được xuất hiện tại cầu kính cao nhất tại Việt Nam khiến cho cộng đồng mạng không khỏi sợ hãi. Tuy nhiên, trả lời trước việc vết nứt này thì phía tổng giám đốc của khu du lịch đã đưa ra lời giải thích đầy bất ngờ. Được biết thì đoạn clip do một cặp vợ chồng đi du lịch đã ghi lại tại cây cầu kính nằm ở vị trí cổng trời thuộc đỉnh đèo Ô Quy Hồ, địa phận huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, gần với Sapa. Nơi đây thì được biết đến là cây cầu kính cao nhất tại Việt Nam, lên tới 2.200m so với mực nước biển. Trong clip này thì đã ghi lại cảnh một đoạn của cây cầu xuất hiện ở một ô kính. Theo chia sẻ thì ban đầu họ còn tưởng đây là một hiệu ứng nứt vỡ như là những cây cầu kính ở một số nơi khác nhằm tạo thêm độ gay cấn cho du khách trải nghiệm. Thế nhưng mà sau một hồi kiểm tra thì cặp vợ chồng này đã phát hiện ra đó chính là vết nứt vỡ. Cặp đôi này đã sợ hãi và thông báo cho mọi người nên cẩn thận và chú ý khi đi đến đoạn này. Phần nứt vỡ này thì chỉ nằm ở một ô kính nhỏ. Ở thời điểm quay clip thì vẫn chưa xảy ra nguy hiểm gì. Tuy nhiên thì nhiều người lo sợ rằng nếu như không được thay thế ngay thì rất có thể nó sẽ gây nguy hiểm cho du khách, nhất là khi bước chân quá mạnh vào ô kính đã nứt vỡ này. Trả lời với phía báo chí thì anh Nguyễn Văn Huân, chính là tổng giám đốc của khu du lịch này, đã khẳng định rằng phần nứt vỡ trên cầu kính đã có từ lâu rồi, do công ty cố tình làm để tạo trải nghiệm cho du khách. Anh Huân cũng khẳng định rằng loại kính dùng để xây dựng cây cầu kính này thì gồm rất nhiều lớp và hoàn toàn đảm bảo an toàn. Trước đó thì phía công ty cũng đã từng thử nghiệm độ an toàn của loại kính này bằng rất nhiều cách, ví dụ như là sử dụng các loại ô tô nặng để đi lên trên hoặc là sử dụng búa tạ để đập nó và tiếp tục kiểm tra độ an toàn khi đi trên lớp kính này. Tin tức tiếp theo có trong ngày hôm nay, từ ngày 11 cho đến ngày 13 tháng 1 tới đây thì Sephoness sẽ diễn ra chương trình Hot Sale cuối tuần với rất nhiều những ưu đãi mà các bạn không thể bỏ qua. Trong số đó thì các sản phẩm điện thoại phụ kiện sẽ có mức giá cực kỳ hấp dẫn mà các tín đồ công nghệ mình nghĩ là sẽ đặc biệt quan tâm. Từ thương hiệu Xiaomi thì có chiếc điện thoại Xiaomi Redmi Note 11 vừa mới được ra mắt có mức giá chỉ hơn 4 triệu đồng, hay Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE cũng được khuyến mại chỉ còn hơn 8 triệu đồng. Các sản phẩm tablet thuộc thương hiệu Samsung, ví dụ như là Samsung Galaxy Tab S7 giảm sốc chỉ còn hơn 16 triệu đồng, hay là Samsung Galaxy Tab S7 FE cũng được giảm chỉ còn hơn 12 triệu đồng. Và bên cạnh đó chính là chương trình mua 1 tặng 1 dành cho các khách hàng mua ốp lưng với thương hiệu Lectures. Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 10 tháng 2 cho đến ngày 28 tháng 2 tới đây với mức giá của các sản phẩm chỉ từ 200.000 đồng. Với chương trình Hot Sale cuối tuần chỉ diễn ra vào 3 ngày cuối tuần thôi, vậy nên nếu như các bạn quan tâm thì hãy nhanh tay truy cập ngay vào đường link mà bọn mình đã để sẵn ở phần mô tả để có thể tìm hiểu thêm những sản phẩm sẽ giúp cho các bạn có những giây phút giải trí hơn nhé. Tin tức thứ tư có trong ngày hôm nay, trong trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào ngày 1 tháng 2, tức ngày 1 Tết Nguyên đán vừa qua, đội tuyển Việt Nam chúng ta đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1. Tuy nhiên thì Hiệp hội bóng đá Trung Quốc đang điều tra nghi án nhóm cầu thủ bán độ trong trận thua này.
Thông tin được tờ 163 đăng tải mới đây thì hiện đang trở thành chủ đề khiến cho người hâm mộ bóng đá nước này đang xôn xao. Cụ thể thì trong bài báo này đã viết rằng, vụ việc CFA điều tra cầu thủ bán độ ở trận Trung Quốc thua Việt Nam thực sự đã gây chấn động. Không thể nào dung thứ cho những hành động trục lợi trên danh tiếng của đội tuyển Trung Quốc. Nếu như có gương mặt tham gia bán độ, họ không chỉ bị trục xuất khỏi đội tuyển Trung Quốc mà còn phải đối mặt với việc ngồi tù. Nếu như có việc cầu thủ bán độ, chắc chắn là sẽ không thể ở quy mô một người. Huấn luyện viên nếu thấy một cầu thủ chơi không ổn thì sẽ thay ngay ra, do đó khả năng đây là một nhóm cầu thủ từ 3 cho đến 5 người. Không chỉ vậy mà những cầu thủ Trung Quốc cũng được cho là đang chơi với phong độ thất thường. Tờ báo này cũng đã chỉ đích danh một số cầu thủ bao gồm Wu Xi, Wang Shenzhao, Yan Zhongling, Wu Li và Su Xin. Trước đó thì trong trận đấu thua với tỷ số 1-3 trước đội tuyển Việt Nam tại vòng loại cuối cùng của World Cup 2022, một số cầu thủ Trung Quốc cũng đã bị đặt nghi vấn về phong độ thi đấu của mình. Khi ấy thì một phóng viên thể thao có tiếng ở Trung Quốc có tên là Li Xuan đã nghi vấn rằng có một nhóm cầu thủ cố tình chơi dưới sức để khiến cho đội tuyển Trung Quốc thua trận. Với việc là CFA chính thức vào cuộc để điều tra về những tiêu cực có thể xảy ra thì có thể thấy rằng bóng đá Trung Quốc hiện tại đang phải đối mặt với một sự khủng hoảng trầm trọng. Tin tức tiếp theo có trong ngày hôm nay, câu chuyện về việc đi ăn đồ nướng và bị mất chiếc xe SH 120 triệu là một câu chuyện đang được bàn tán rất nhiều trên mạng xã hội ngày hôm nay, đặc biệt là phía chủ quán còn có thái độ thách thức và tố ngược lại khách hàng, đó là lừa dối bố mẹ để thông đồng trộm cướp. Bài đăng tố cáo này đến từ một cô gái có tên viết tắt là LP về việc đi ăn một bữa đồ nướng mà mất đến tận 120 triệu đồng vì bị trộm chiếc xe SH. Theo đó thì LP cùng bạn của mình đi ăn ở một nhà hàng thịt nướng nổi tiếng ở Hà Nội. Sau đó khi ra về thì cô đã phát hiện là chiếc xe SH đời mới nhất của mình đã không còn trước cửa quán nữa. Mặc dù chủ cửa hàng cũng đã cùng lên cơ quan chức năng để khai báo, tuy nhiên LP cảm thấy không hài lòng với thái độ và cách giải quyết từ phía chủ cửa hàng. Có thể tóm tắt bài tố cáo của LP qua các dữ liệu quan trọng như sau. Vào tối ngày 8 tháng 2, LP cùng với bạn tới quán thịt nướng. Chị H là chủ quán này đã không dặn là phải khóa cổ hay cảnh báo bất cứ điều gì về việc phải tự bảo quản xe. Sau khi LP và bạn ăn xong thì phát hiện ra mất xe, vậy nên đã cùng với chủ quán lên phường. Chủ quán lúc này vẫn không hề có lời xin lỗi nào cả và đổ lỗi cho phía khách hàng rằng đã thông đồng với trộm để dàn dựng cảnh mất xe SH. Chồng của chị H chủ quán sau khi ở phường về thì đã nhanh chóng dán rất nhiều tờ giấy. Nếu như mất xe thì sẽ không chịu trách nhiệm với mục đích là không muốn đền bù cho LP. Phía quán cũng trả lời LP rằng em đến đây ăn, chị thu tiền dịch vụ của em chứ không thu tiền giữ xe. Đặc biệt là phía chủ quán còn thách thức LP nếu như đăng bài tố lên mạng xã hội thì sẽ tìm tới tận nhà. Hiện tại thì vụ việc này vẫn đang trong quá trình điều tra và làm rõ. Tin tức cuối cùng có trong ngày hôm nay. Được biết thì để che đậy đi hành vi đánh bạc trái phép của mình thì các con bạc đã dùng rất nhiều cách khác nhau để nhằm che mắt lực lượng chức năng. Mới đây thì phía công an lại tiếp tục điều tra và bắt giữ một vụ đánh bạc bằng vỏ hạt dưa với quy mô lớn tại Đắk Lắk. Trước đó thì vào ngày 7 tháng 2, từ tin báo của quần chúng nhân dân và quá trình theo dõi thì phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với công an huyện Krông Park để bắt quả tang một nhóm đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức là sóc vỏ hạt dưa tại quán cà phê Duy. Các đối tượng đã dùng hạt dưa để quy đổi ra tiền mặt, rồi dùng các hạt dưa để chơi sóc đĩa. Mỗi ván thắng thua thì số hạt dưa sẽ được đổi sang tiền để chung. Tại thời điểm bị bắt giữ thì lực lượng công an đã thu giữ được hơn 120 triệu đồng cùng với nhiều tang vật khác nhau, vật chứng có liên quan đến việc đánh bạc. Ngoài đối tượng Nguyễn Thành Duy là chủ quán thì lực lượng công an còn bắt quả tang thêm 13 đối tượng khác đang tham gia đánh bạc. Cho đến sáng ngày 11 tháng 2 thì phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đắk Lắk đã cho biết đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng tham gia đánh bạc bằng vỏ hạt dưa. Các bạn thân mến, chúng ta đã cùng nhau tổng hợp lại những tin tức nổi bật và đáng chú ý nhất có trong ngày hôm nay, gặp nhau cuối ngày 12 tháng 2. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào, chúc các bạn ngủ ngon và chúc các bạn sẽ có một ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối thứ hai tuần tới.